Chưa từng thấy mẹ ghẻ nào cục xúc gắt gỏng như này. Lúc đi siêu thị, cảm thấy giam bông quá đắt đỏ, lập tức gọi điện thoại cho tổng giám đốc công ty giam bông. Hôm sau, giá của giam bông tức tốc giảm 50%, không muốn đi làm đề nghị từ chức ngay và luôn. Sếp tổng đưa ra cái giá 1 tỷ để giữ cô lại, nhưng cô lại nói nụ cười của con gái đáng gấp 10 cái 1 tỷ. Cô chính là mẹ kế của Miyuki, tên Akiko, bởi vì cô muốn ở cạnh con gái nhiều hơn, trở thành bà mẹ nội trợ full time. Nhiệm vụ đầu tiên chính là tham gia hội phụ huynh, bởi vì một tuần sau trường học sẽ tổ chức hội thể thao. Hội ủy ban muốn sắp xếp các công việc cho các phụ huynh. Từng là một thủ lĩnh đứng đầu ở công ty, Akiko rất nhanh đã phát hiện điểm không hợp lý, lập tức giơ tay đề xuất thắc mắc. Lúc này quyền uy của hội trường đã bị thách đấu, người bạn vốn đã hẹn đi chơi với Miyuki đột nhiên lại không đến, khiến cho Miyuki đang rất mong chờ bị tổn thương sâu sắc. Akiko đề nghị con gái phải hỏi cho rõ ngọn ngành, bởi vì chỉ khi biết nguyên nhân mới nghĩ ra được cách giải quyết. Ai dè Miyuki cảm thấy xấu hổ mà tức chạy vào phòng Kazuko nhắc nhở Akiko, gần đây có phải đã đắc tội với ai rồi không? Akiko giờ mới phát hiện phụ huynh của mấy đứa nhỏ chính là mấy cốt cán của hội ủy ban phụ huynh. Nhìn thấy tờ giấy bày tỏ nỗi lòng của Miyuki, Akiko vô cùng bực bội, không ngờ lại lôi cả những đứa trẻ trong sáng vào trong vòng xoáy phân tranh. Miyuki là đứa trẻ vô tội mà. Akiko nói chuyện với Ryoichi, cô muốn dẹp hội ủy ban phụ huynh, phá hủy cái tổ của họ, dẹp bỏ. Hôm sau Akiko bắt đầu đến thăm dò ý kiến các phụ huynh, thì ra hành vi ngang ngược của hội ủy ban đã khiến cho mọi người bất mãn từ lâu, ai nấy đều tình nguyện ký lên giấy đề nghị. Không ngờ, rất nhanh đã bị hội ủy ban phát hiện, hội trưởng và vài cốt cán ở đó đều bắt đầu chất vấn Akiko. Ai ngờ, Akiko sớm đã có chuẩn bị rồi, cô đã có được vô số chữ ký của các phụ huynh khác, đồng thời lời nói của họ cũng được ghi âm hết vào đây. Cuối cùng, hội trưởng nói, cô nói hội ủy ban không cần thiết phải tồn tại, vậy thì đại hội thể thao chúng tôi sẽ không lo nữa. Vốn tưởng Akiko sẽ lập tức bị khắc chế, không ngờ cô quyết một mình gánh vác, tôi sẽ phụ trách đại hội thể thao lần này. Mẹ kế vì con gái, không ngờ lại tuyên chiến với hội trưởng của hội ủy ban, chuyện này là chuyện rất nhiều phụ huynh dám nghĩ không dám làm, bởi vì sự phân tranh của người lớn mà khiến cho con gái vô tội bị tổn thương, đây chính là chuyện không thể nhẫn nhịn. Vì để chứng minh với nhà trường rằng hội ủy ban phải dẹp bỏ, Akiko muốn một mình gánh vác lo liệu cho đại hội thể thao. Tại phòng học, các bạn học bắt đầu bàn tán về chuyện mẹ kế của Miyuki, điều này khiến Miyuki vô cùng ngượng ngùng. Cô bé chạy đến văn phòng bảo Akiko đừng tiếp tục nữa, bởi vì làm vậy khiến Miyuki không ngóc nổi đầu trước mặt bạn bè. Hiệu trưởng cũng được đà khuyên Akiko, không ngờ Akiko lại nói, thầy giáo này, lũ trẻ có cách nghĩ như vậy thật sự ổn sao? Chúng cho rằng nếu như phụ huynh làm những chuyện người khác ghét bỏ thì bản thân cũng sẽ bị ghét bỏ. Phụ huynh sợ hãi con cái bị ghét là nhẫn nhịn im lặng, sau lưng lại cảm thấy bất mãn. Có một vài đứa con của họ sẽ nghĩ rằng yếu không địch nổi mạnh, chịu ẩn khuất để cầu yên ổn, đừng có lấy trứng chọi với đá. Sự thật thì thủ thỉ một cách bí mật, bởi vì bố mẹ mà chúng yêu nhất đã hành động y như vậy. Những lời này hoàn toàn chạm đến đáy lòng của Miyuki, vì chuyện đúng đắn mà đứng lên đấu tranh thì có gì mà sai chứ. Miyuki nói với Akiko cô bé cũng muốn giúp đỡ, gia đình và bạn bè đều ủng hộ cách làm của Akiko. Rất nhanh đại hội thể thao đã đến, hội ủy ban vốn muốn nhìn Akiko bị xấu mặt nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình. Đại hội thể thao dưới sự thu xếp của Akiko thuận lợi được tiến hành. Có điều, giữa chừng lại xảy ra vấn đề, bởi vì chỉ có Akiko là người phụ trách duy nhất, căn bản không thể đôn đốc cho nổi. Thời khắc quan trọng một phụ huynh ra tay phụ giúp, Kazuko nói với Akiko, hội trưởng hội ủy ban trước đây cũng là nữ viên chức, bởi vì có thai nên đã bị ép phải từ chức, vì vậy mới đối đầu với Akiko. Sau khi đại hội kết thúc, lúc này hội trưởng bất lực nói, muốn giải tán hội ủy ban, không ngờ Akiko lại kịch liệt phản đối. Cô thành khẩn nói, thật ra tác dụng của hội ủy ban thật sự rất lớn, chỉ cần tiếp thu kiến nghị, cổ vũ mọi người chủ động giúp đỡ. Hội trưởng bị sự bộc trực của Akiko làm cảm động, hai người bắt tay nhau hòa giải. Miyuki cũng đã có bạn bè mới, cuộc sống dường như trở nên ngày càng tươi đẹp. Ai ngờ nguy cơ to hơn lại đang chuẩn bị ập đến. Người phụ nữ này vừa trở thành mẹ kế, thoát cái đã biến thành quả phụ, bởi vì chồng của cô trong lúc cầu hôn đã bị mắc bệnh. Cuộc hôn nhân của Akiko chỉ là để giúp anh ta nuôi dưỡng con gái. Trong những ngày tiếp xúc gần với nhau, Akiko từ lâu đã coi Miyuki là con gái ruột của mình rồi. Tại tang lễ, Akiko bình tĩnh hơn bao giờ hết, ngồi ở bên cạnh con gái không hề khóc một tiếng. Bạn thân Kazuko nhìn thấy hai mẹ con im lặng như vậy, lại cảm thấy vô cùng không đúng. Kazuko bảo Akiko đi an ủi Miyuki một chút, nhưng Akiko lại nói muốn ở đanh canh chừng cả đêm. Nữ viên chức đều ngốc nghếch thế à? Akiko sững sờ ngay tại chỗ, cô giờ phải cùng buồn đau với Miyuki, hiện tại con bé chỉ còn một mình người mẹ là cô thôi. Akiko đột nhiên thức tỉnh, cô chạy đến tìm Miyuki, con bé nói với mẹ kế, bố không còn nữa rồi. Dì Akiko có phải cũng muốn đi luôn không? Akiko đột nhiên nhận ra lúc này,
Cô và Miyuki đều cần đối phương. Akiko ôm chầm lấy Miyuki vào lòng, còn nói mình thật sự rất yêu Ryoichi. Cô sẽ hoài niệm cuộc sống gia đình 3 tháng qua. Cô muốn để Miyuki biết được sự đau thương của mình, cũng muốn Miyuki biết hiện giờ cô bé rất cần đến cô. Miyuki không nhịn được rơi lệ, vùng ra khỏi vòng tay của cô. Mẹ! Hai người lao vào ôm nhau. Akiko cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Chớp mắt Miyuki đã lớn phổng thành một học sinh sắp thi đại học, nhưng thành tích thì vẫn luôn nằm ở dưới đáy vực. Akiko hỏi con bé muốn báo danh vào trường đại học nào, không ngờ Miyuki lại nói mình muốn giống với cô. Lần này Akiko đã mất điềm tĩnh, thì ra Akiko vì muốn được ở bên Miyuki, vẫn không hề ra ngoài làm việc. Thu nhập trong nhà chủ yếu đến từ việc đầu tư chứng khoán. Trong mắt của Miyuki, chỉ cần gõ gõ bàn phím là có thể nhảy tiền. Vì để thay đổi suy nghĩ lệch lạc này của Miyuki, bắt buộc phải cho cô bé biết được ý nghĩa của làm việc. Cô lấy áo giáp lâm trận bám bụi nhiều năm từ tủ ra, mục tiêu hướng đến cửa hàng đã bị đóng cửa ở trên phố. Cô muốn biến cửa hàng này được hồi sinh, trở thành tiệm bánh bao nổi tiếng nứt phố. Dùng hành động để khiến Miyuki hiểu được ý nghĩa của lao động, nữ hoàng cuồng công việc của chúng ta đã trở lại. Người đàn ông này bị đưa vào viện cấp cứu, để lại Akiko và Miyuki đứng nguyên ở phía sau. Thật ra Akiko sớm đã biết Ryoichi bị bệnh ung thư rồi. Một tháng trước, bọn họ chỉ là đối thủ cạnh tranh trong công việc. Đột nhiên vào một buổi tối, Ryoichi xuất hiện trước mặt Akiko, trực tiếp đề nghị kết hôn với Akiko. Kết hôn với anh nhé. Thấy mức độ thốn ở chân của Ryoichi, Akiko mới biết mình không hề nằm mơ. Ryoichi nói với Akiko mình đã bị bệnh, nhưng anh còn có một đứa con gái 8 tuổi. Bởi vì sợ rằng sau khi mình ra đi, con gái sẽ không có ai chăm sóc. Anh hy vọng Akiko có thể đến làm mẹ kế của con bé. Trời còn chưa tối, mà giấc mơ này đến có hơi sớm rồi. Không ngờ Akiko mù quáng đến nỗi đồng ý luôn. Người ta yêu nhau rồi mới kết hôn, họ thì bỏ qua bước yêu đương tiến thẳng đến hôn nhân. Vì không muốn để Miyuki buồn rầu, Akiko còn làm cho con bé hộp bento rất ngon. Bởi vì Ryoichi cần phải nhập viện trị liệu, Akiko liền đến công ty xin nghỉ phép cho anh. Nhân tài giỏi giang như vậy sao có thể bỏ qua. Giám đốc đề nghị Akiko đến làm việc thay Ryoichi. Trở về bệnh viện, Akiko nói với Ryoichi, mặc dù năng lực chăm sóc bệnh nhân của cô có hạn, nhưng nhắc đến nghiệp vụ nghề nghiệp tuyệt đối xuất sắc. Nhìn thấy Akiko nỗ lực cố gắng như vậy, Ryoichi cũng có niềm tin để chữa bệnh. Trong phòng họp, Akiko nói với giám đốc, đối thủ lớn nhất trong lần đấu thầu này chính là công ty cũ của cô, mà người phụ trách hạng mục lần này lại chính là cấp dưới của cô. Akiko vô cùng hiểu phong cách làm việc của người này. Giám đốc kích động hỏi Akiko định làm thế nào. Ai ngờ Akiko lại nói, chỉ có để hạng mục lần này là thành tích của Ryoichi thì cô mới nói cho họ biết biện pháp. Có người vợ thế này thì cứ thoải mái nằm trực thôi. Miyuki sau khi biết mẹ kế định giúp bố vô cùng phấn khích. Trong mắt con bé, Akiko giống như là siêu nhân vậy. Những ngày tiếp theo đó, Akiko bắt đầu nỗ lực công việc. Ryoichi cũng ở bệnh viện tích cực trị liệu. Rất nhanh đã đến ngày đấu thầu, Akiko vẫn mang ánh hào quang ngút trời như trước, mà kết quả trị liệu của Ryoichi cũng được công bố cùng ngày.